Mi 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 mi. Gia đình những chú mèo. Bắt đầu nào. Wow. Wow. Ở đây thật là rộng. Nhớ ở gần ba đó. Được thôi. Cây non. Ờ, Timmy, xem kìa. Wow, là cửa hàng đồ chơi. Mình nên chọn vị nào đây? Nhiều đồ chơi quá. Kem của các con đây. Ờ, Mimi, Timmy. Mimi, Timmy. Mimi, đây là khủng long khổng lồ. Timmy, Mimi. Chúng ta về chỗ ba đi. Đang ạ. Ba ơi, ba có thấy cửa hàng đồ chơi ở đằng kia không ạ? Mẹ ơi, mẹ đi đâu mất rồi? Mẹ ơi, là ba kìa. Mẹ ơi. Trẻ con à? Ba ơi. Các cháu nhỏ, chú không phải là ba của các cháu. Chúng ta hãy quay lại để chờ ba thôi. Sao thế chị? Chị nghĩ chúng ta bị lạc mất á. Ê, chào các cháu bé. Các cháu đang tìm ba mình phải không? Vâng ạ. Thật tệ quá. Thôi, chú biết ba của các cháu đang ở đâu. Để chú mang các cháu đến gặp ba nhá. Thật ạ? Cảm ơn chú. Mimi, chúng ta đến chưa vậy? Chúng ta gần đến rồi. Vâng ạ. Ba của các cháu đang ở sau cánh cửa này này. Thật tối quá. Ba đâu rồi? Ba cháu ở trong. Đi nào, vào trong đi. Em sợ lắm. Cháu, chúng cháu không muốn vào. Thôi nào, ba các cháu đang đợi đấy. Không, chúng cháu không vào đâu. Đường này. Các cháu đây rồi. Các cháu không thoát được đâu. Đứng lại ngay. Hết đường chạy rồi hả? Xin lỗi, anh có gặp hai đứa trẻ đi lạc ở gần đây không ạ?
Mimi, Timmy, đây là các con của tôi. Không. Timmy, em có sao không? Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Ồ, không có gì. Tôi mừng là các con của anh vẫn an toàn. Hứa với bà, các con không chạy lung tung nữa nhé. Con xin lỗi bà, chúng con sẽ không tự ý chạy chơi nữa. Các em nhỏ, nếu các em bị lạc, hãy hỏi các bác bảo vệ hoặc nhân viên để được giúp đỡ. Không được nói chuyện với người lạ, hay đi theo họ nhé. Vâng ạ, chúng cháu hiểu rồi. Các cháu đừng để kẻ xấu lợi dụng nhé. Nếu chúng ta bị lạc mất ba mẹ, chúng ta phải làm gì? Hãy đứng tại chỗ và chờ ba mẹ đến tìm nhé. Hoặc nếu các bạn có giữ hoặc ghi nhớ số điện thoại của ba mẹ mình, hãy tìm những người có thể tin tưởng được và nhờ sự giúp đỡ của họ. Các bạn nhỏ, hãy hỏi ba mẹ mình để ghi nhớ những người chúng ta có thể tin tưởng được và nhờ họ giúp đỡ khi đi lạc nhé. Các con nhìn này. Nào ta hãy tô màu vào xe chữa cháy này. Màu màu hãy chọn màu. Màu đỏ ngay đây rồi, mình tô ngay thôi nào. Nào ta hãy tô màu vào xe cảnh sát này. Màu màu hãy chọn màu. Màu xanh dương đây rồi, mình tô ngay thôi nào. La 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 la. Xanh dương nhé, xanh dương nhé. Màu xanh dương ta hãy tô nào. La 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 la. Nào ta hãy tô màu vào xe cứu thương này. Màu màu hãy chọn màu. Màu trắng ngay đây rồi, mình tô ngay thôi nào. La 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 la. Màu trắng, màu trắng. Mình cùng tô xe cứu thương nào. La 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 la. Xe cứu thương đến giúp bạn. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Hooray! Xe cứu thương màu trắng. Oh! Yeah! Đây là màu gì? Màu đỏ.
Xe cứu hỏa màu đỏ. Đây là màu gì? Màu xanh dương. Xe cảnh sát màu xanh dương. Đây là màu gì? Màu vàng. Xe bus màu vàng. Chúng ta đã được học về màu sắc của các loại xe. La 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 la. Mẹ ơi con yêu mẹ. La 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 la. Mẹ đã thành một người bác sĩ. Đang buồn đau qua đi nhanh nào. Mẹ của mình là người tuyệt vời nhất. Ngày ngày mẹ nấu những món ăn ngon tuyệt. Mẹ đã thành một đầu bếp. Mẹ của các bạn như thế nào? Như thế nào nhỉ? Mẹ tốt bụng như cô y tá. Mẹ hài hước như chú hề. Và mẹ tức giận như khủng long. Vậy các bạn thích mẹ như thế nào nhất? Hãy nhớ nói với mẹ bạn điều này nhé. Chúng con yêu mẹ. Chơi vui. Em thích cái này. Ta là anh hùng cùng nhau bay đi khắp nơi, mang lại cho đời bình yên, không quái vật và yêu quái. Chúng mình không sợ. Hù 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 ha ha. Xông vào ta gan dạ, tìm ra tên yêu quái. Ôi nào cái chân. Đây là dụng cụ, chúng rất nguy hiểm. Các con không được lấy chúng ra chơi đùa. Để bố cất đi nhá. La 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 la, đồ hàng rất nhiều, lại nhìn mà xem. La 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 la, mình cùng nhau chọn, chọn được rồi đây. Nó không nhận chút nào. Xem kìa có gì đằng kia. Ôi ôi cháy nhà. Màu
chạy lại thật là nhanh, cú phun mơ cứu người. Lửa đang cháy lớn, phun nước thật nhiều nhanh nào. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, phun nước thật nhiều nhanh nào. Yeah, 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 yeah. Ôi sao thế kia, có mùi gì rất khó chịu. Mùi này thật ghê quá đi, không phải là đồ chơi. Đó là bình xịt diệt côn trùng, nó rất nguy hiểm. Các con không được lấy nó ra chơi, chúng ta chỉ dùng nó để diệt côn trùng. La 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 la, đồ hàng rất nhiều, lạ nhìn mà xem. La 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 la, mình cùng nhau chọn, chọn được rồi đây. Không thấy mùi khó chịu nữa. Bây giờ mình cùng lại chơi, công an bắt trộm, mang lại cho đời bình yên, nay có chúng tôi. Mình đi bắt cướp, đứng lại cho có chạy. Hay ho, hay ho, hay ho, đó chỉ bắt được. Hay ho, hay ho, hay hay. Các con đừng đội túi ni lông lên đầu, nguy hiểm lắm. Đây không phải là đồ chơi, các con đừng lấy chúng ra chơi. Đồ chơi của các con đây này. Bộ dụng cụ cơ khí rất nguy hiểm để chơi cùng, đừng động vào chúng. Vâng ạ. Hãy phân biệt đồ chơi của các em với những vật dụng nguy hiểm nhé. Tua vít, ổ cắm điện, ốc vít đều là dụng cụ cơ khí, chúng ta không được chơi với chúng. Bút sáp màu, tai nghe đồ chơi và các khối xếp hình đều là đồ chơi, chúng ta có thể chơi với chúng được. Các em đã hiểu chưa nào? Xin chào quý khách, xin chào quý khách. Đau quá. Xin lỗi cháu nhé, cô không cố ý. Cháu có sao không? Vâng, cháu không sao ạ. Khẩn cấp, đang có động đất. Trận động đất đến bùng bùng bùng. Trận động đất đến bùng bùng bùng. Hãy bình tĩnh, mẹ luôn ở bên con. Chọn một điểm an toàn, đừng chạy xung quanh, ngồi xuống các con à. Lật ngược giỏ hàng và che lên đầu. Lật ngược giỏ hàng, nó có thể giúp ta an toàn. Trận động đất đến rung lắc rất mạnh. Trận động đất đến bùng bùng bùng. Rung chuyển rung chuyển, đồ vật đang rơi xuống đất theo. Mẹ cẩn thận con à, cần quan sát xung quanh và nhớ che đầu. Hãy bình tĩnh, đừng chạy và làm theo chỉ dẫn của nhân viên chúng tôi. Trận động đất khiến siêu thị mất điện. Ở đây rất tối, giờ phải làm sao? Hãy sử dụng thang bộ, đừng đi thang máy nhé các bạn. Giữ an toàn, rồi nhanh chúng ta đi ra ngoài. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Cháu bé, cháu tìm ai vậy? Hãy bình tĩnh nào, ở đây sẽ có người giúp cháu. Hãy nhớ đợi ở nơi an toàn, đừng chạy đi đâu xa nhé, chớ có sợ. Cháu bé à, mẹ của cháu sẽ sớm quay lại. Mẹ đây rồi, còn có ổn không? Mẹ của cháu đây rồi. Cháu bé, cháu nên nắm tay của mẹ khi đang ở nơi đông người. Cháu nhớ rồi ạ. Cảm ơn chú. Mèo. Chúng ta nên làm gì nếu có động đất xảy ra ở nơi công cộng?
1. Phải bình tĩnh và biết tự bảo vệ bản thân. 2. Tìm các biển báo thoát hiểm an toàn. 3. Cẩn thận đi ra khỏi đó và đảm bảo phải làm theo hướng dẫn của nhân viên. Giờ bạn đã an toàn rồi, giỏi lắm. Bụng mình sao thế, rất khó chịu. Mình cần phải chơi tiếp, nhưng mình không thể. Nhìn đi, vệ sinh rồi. Ôi không, ướt hết quần rồi, ướt hết rồi. Con đang cảm thấy khó chịu này. Ôi con yêu. Ôi không, con phải làm sao đây? Con đừng lo, không sao đâu. Này con, khi bụng thấy khó chịu thì nên cần đi ngay, cần vào nhà vệ sinh. Và mình không nên chơi nữa con à. Nhớ cởi quần ra trước con nhé. Con ơi không nên vội, hãy luôn nghe lời. Đây toilet ta ngồi, bịp 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 bịp. Giờ mình đã hết bồn đi vệ sinh rồi, còn xong rồi ạ. Giờ chúng ta rửa tay nhé. Này con, khi bụng thấy khó chịu thì nên phải đi ngay, cần vào nhà vệ sinh. Và mình không nên chơi nữa con à. Nhớ cởi quần ra trước con nhé. Bằng giấy vệ sinh nhé. Sau đó phải rửa sạch tay. Bụng mình đang rất khó chịu, làm sao đây? Cần vào nhà vệ sinh. Và mình không nên chơi nữa nghe bạn. Tớ đã có thể tự đi vệ sinh rồi. Tớ đã lớn hơn nhiều. Yay yay yay. Khi chúng ta buồn đi vệ sinh, hãy dừng việc mình đang làm lại và đi vệ sinh ngay. Không được nhịn đi vệ sinh. Nếu các bạn đang ở một nơi lạ lẫm, hãy nhờ ba mẹ dẫn mình đi vệ sinh. Mình xong rồi, giờ chơi tiếp nào. Ta bắt được rồi, hai bé mèo con. Được rồi các con, đã hết giờ chơi rồi. Ba phải đi làm bây giờ đây. Ba ơi, ba ở nhà với bọn con được không? Bọn con còn chưa xây xong lâu đài mà. Xây lâu đài ạ. Nhưng mà ba phải đi làm bây giờ. Ba phải giúp đỡ mọi người nữa. Khi chiếc kim ngắn đồng hồ chỉ vào số này, ba sẽ về ngay mà. Được chứ? Này bạn bướm ơi, tại sao tất cả người lớn đều phải đi làm vậy? Mình sẽ đi tìm ba.
xem con này. Con đã biến thành một bạn bướm xinh đẹp. Hãy xem cánh của con đi. Bạn ơi. Ơ, bạn không nghe thấy mình nói gì cả. Sao? Sao vậy nhỉ? Ôi không, xe mình bị hỏng rồi. Ôi, mặt của ba bị bẩn rồi kìa. Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Ước gì xe của mình cũng có thể bay được như vậy. Từ từ thôi. Được rồi, mọi người đi nào. Wow, mọi chuyện đã ổn rồi. Cảm ơn bạn nhiều nhé, anh cảnh sát giao thông. Không có gì, đây là việc của tôi mà. Wow, các chú cảnh sát giao thông thật quan trọng. Mình phải nhanh lên mới được. Mẹ ơi, đợi đã. Chào bác sĩ Thỏ, tôi bị ngã và bị đau cái chân này. Ồ, đừng lo, để tôi khám thử nào. Được rồi. Ồ, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi. Ôi, cảm ơn bác sĩ Thỏ nhiều nhá. Không có gì, đây là việc tôi phải làm mà, bảo trọng nhá. Chào cô. Wow, bác sĩ cũng là một nghề nghiệp hết sức quan trọng. Ơ, mẹ ơi, đợi đã. Ba mèo, tôi đang đợi anh đây. Vòng quay của tôi bị hỏng mất rồi. Ba ơi, con muốn chơi vòng đu quay cơ. Đừng lo. Cứ để tôi xem cho. Tôi biết nó bị sao rồi. Xong rồi. Ba mèo, anh là thợ cơ khí giỏi nhất mà tôi từng biết đấy. Cảm ơn anh nhé. Không có gì, đấy là việc của tôi mà. Cho rất nhiều người vui vẻ. Wow, mình thật tự hào về ba. Ừ.
Quái vật to lớn về rồi đây. Ba. Ba ơi, có phải ba đã giúp đỡ rất nhiều người hôm nay rồi phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ ba sẽ giúp các con. Chúng ta xin lâu đài nhá. Đi thôi nào. Mèo. Tại sao ba mẹ chúng ta lại phải đi làm? Mỗi người đều có công việc của riêng mình. Ví dụ như làm những chiếc bánh ngon, bật tắt đèn đường, hoặc là giúp đỡ những người khác khi cần thiết. Và việc của các bạn nhỏ là tới trường để học tập. Mọi người trên khắp thế giới này đều có công việc của riêng mình.